Trân thành xin kính chào quý vị. Có thể nói hiện nay anh văn là một trong những phương tiện giúp chúng ta đi con đường ngắn nhất tới thành công. Nó rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống, trong giao tiếp, trong xã hội. Và người Việt Nam của chúng ta đã có rất là ít những cái cơ hội được rèn luyện và học anh văn từ lúc nhỏ, nên chúng ta rất là ngại nói, rất là ngại giao tiếp bằng anh văn. Và đó một phần nào đó cũng đã gây cản trở cho việc chúng ta đi đến con đường thành công và trong giao tiếp, trong cách mà chúng ta có thể mang đến sự kết nối của cộng đồng. Và Thành sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một nơi rất là lý tưởng để chúng ta có thể trau dồi 4 kỹ năng cơ bản của anh văn, đó là nghe nói đọc viết. Một nơi rất lý tưởng, I Can Read. Quý vị và các bạn đến với I Can Read, chúng ta sẽ có một không gian học thật là tiện nghi, thật là mát mẻ và thoải mái. Bên cạnh đó, chúng ta sử dụng những phương pháp và những giáo trình của quốc tế, và là nơi đầu tiên và duy nhất sử dụng phương pháp giảng dạy về ngữ âm học. Và sĩ số trong lớp thì rất là hạn chế, chỉ từ 8 đến 10 bạn. Và đặc biệt là giảng viên thì lại là bản xứ, được đào tạo theo giáo trình của I Can Read của quốc tế. Và trung tâm của chúng tôi đã có mặt trên 9 quốc gia và trên 60 những trung tâm trên toàn thế giới, cũng như là có hơn 110.000 học viên đã thành công. Và hy vọng rằng I Can Read sẽ mang đến cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các bạn nhỏ, môi trường tốt nhất để tiếp cận với anh văn. Đó là con đường ngắn nhất đi đến thành công. Hãy đến với I Can Read.